Sau bao ngày chờ mong, VCS mùa xuân 2024 đã chính thức khởi tranh vào ngày 20 tháng 1 với hai cặp đấu hấp dẫn. Đáng chú ý, cả hai tân binh là Viking Esports và Rainbow Warrior đều thua thảm hại trong ngày ra quân. Vậy ngoài những tin tức về VCS trong 24 giờ qua, Liên minh Huyền thoại Thế giới còn có những thông tin nào khác đáng chú ý? Mời anh em cùng đến với những tin chính trong bản tin sáng hôm nay của Cà phê Liên minh. Vikings thua thảm ngày ra quân. Carrier cố tình làm content. CEO T1 khóa tài khoản sau pha lỡ mồm. LCK có nguy cơ bị cấm sóng. Với trước khi tìm hiểu những tin tức nóng hổi trên, anh em nhớ để lại một like cũng như subscribe cho Cà phê Liên minh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về Liên minh Huyền thoại nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi nào. Chiều ngày 20 tháng 1, trận đấu giữa Viking Esports và Team Secret đã chính thức diễn ra, đánh dấu ngày khai mạc VCS mùa xuân 2024. Đúng với tính chất của trận mở màn, những diễn biến xoay quanh trận đấu đều vô cùng hấp dẫn. Ở cả hai trận đấu, Viking Esports và Team Secret đã cống hiến hết mình, khiến cho khán giả liên tục tận hưởng những khoảnh khắc lật bánh tráng đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, chung cuộc ẩn mật giáo là những người làm tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, bởi Team Secret trước mùa giải luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Trong khi đó thì Vikings dù giàu tiềm năng nhưng vẫn cần phải cải thiện rất nhiều, đặc biệt là ở vị trí của người đi rừng Guri. Ở trận đấu thứ hai, MGN Blue Esports cũng dễ dàng đánh bại tân binh Rainbow Warrior với tỷ số 2-0. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong khâu cấm chọn, Froggy cùng với những người đồng đội đã có màn trình diễn ấn tượng hơn đối phương, qua đó có một sự khởi đầu thuận lợi ở VCS mùa xuân 2024. Vào ngày thi đấu thứ tư thuộc khuôn khổ tuần đầu tiên của LCK mùa xuân 2024, Gen Z tiếp tục cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Nong Shim Red Fox. Ở ván đấu đầu tiên, Darius được lựa chọn sau 309 ngày tại LCK bởi Kin và hóa thần hủy diệt biệt đội Mikai. Sau ván đấu thứ hai, mặc dù Tristana của Komi có lợi thế đầu trận rất lớn, nhưng Gen Z lại là đội trên cơ hoàn toàn ở các pha giao tranh và kiểm soát mục tiêu. Nhà đương kim vô địch LCK có được chiến thắng thứ hai chỉ sau 23 phút. Trước đó, cặp trận đầu tiên diễn ra giữa Bro và Fox đã kết thúc chóng vánh với phần thắng dành cho đội tuyển áo vàng. Bro của ngài tiếp tục lạc lối, thi đấu rời rạc và không thể đe dọa gì đến Fox. Tuy vậy thì Fox có được những điểm đầu tiên ở LCK mùa xuân, trong khi Morgan cùng những người đồng đội vẫn chưa thể hưởng được niềm vui chiến thắng. T1 đã có được điểm số đầu tiên ở LCK mùa xuân 2024 nhờ vào chiến thắng 2-0 áp đảo trước đối tác KDF. Tuy nhiên, điểm nhấn trong trận này lại không phải là những pha xử lý kỹ năng đỉnh cao từ nhà đương kim vô địch thế giới, mà là pha lái sứ giả khe nứt tạo content của Carrier trong ván 1. Hỗ trợ T1 đã có nhiều pha trình diễn lái lụa từ đường giữa xuống đường dưới và vòng trở lại. Ban đầu, pha tổ lái nhìn có vẻ điệu nghệ nhưng nó lại kết thúc bằng một cú đâm đầu vào tường, qua đó khiến các bình luận viên và fan không thể nhịn cười. Sau trận đấu, Carrier chia sẻ: "Tôi đã thấy những người khác lái sứ giả rất ấn tượng trong những trận đấu tập và có vẻ rất vui. Trong ván đấu đó, chúng tôi cũng có dư giả tí thời gian, vì thế tôi đã thử nghiệm màn tổ lái này." Gần đây, drama 10 đội tuyển tại LCK lên tiếng đòi quyền lợi với ban tổ chức đang trở thành một chủ đề nóng tại Hàn Quốc. Cụ thể, 10 đội tuyển của LCK đã đồng ý đồng lòng ký vào một cam kết để lên tiếng về việc phân phối lợi nhuận ban tổ chức giải đấu, cũng như cách làm việc của Riot Games có thể ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía T1 đã đưa ra thông báo rằng họ không hề liên quan tới vụ việc. Người đại diện của CEO Showmat đã đăng tải một dòng tweet cho rằng sẽ nói chuyện riêng với ban tổ chức LCK và không tham dự vào những cuộc thảo luận hay phát biểu này. "Chúng tôi sẽ thảo luận với Riot nữa, với tư cách là đối tác kinh doanh tốt và cũng sẽ không giấu giếm người hâm mộ." Tuy nhiên, chỉ vừa ngay sau phát ngôn này, tài khoản của CEO T1 đã biến mất, khiến những dòng tweet trên này cũng bay màu theo. Điều làm cho những người theo dõi drama từ đầu đến giờ cảm thấy khó hiểu trước những động thái của Joe nói riêng và của T1 nói chung. Nhiều người suy đoán rằng có lẽ rằng đang có một vài xung đột thông tin trong chính nội bộ T1 khi công đoàn 10 đội tuyển LCK đã hẹn nhau đồng loạt lên tiếng phản đối về cách phân chia lợi nhuận và tổ chức giải của Riot Games. Tuy nhiên, CEO của T1 vì lý do nào đó lại không biết đến thông tin này và đã lỡ miệng phát ngôn thay cho đội tuyển của mình, dẫn đến việc phải xóa hết các mạng xã hội để tránh vụ việc vượt quá tầm kiểm soát. Một vài ý kiến khác cho rằng trong chính 10 đội tuyển cũng không có ý kiến thống nhất, do vậy không dám để một cá nhân hay một người đại diện nào đó nói lên ý định chính thức thay cho đội tuyển. Gần đây, LCK đã có động thái trả lời chính thức khá hòa hoãn lại yêu cầu của 10 đội tuyển, bao gồm việc LCK cho biết mình đã có được những cách phân chia lợi nhuận hợp lý tùy vào hoàn cảnh của từng đội tuyển, cho đến việc đầu tư cách tổ chức giải đấu, huấn luyện tuyển thủ. Bên cạnh đó, LCK cũng cho rằng sẽ không có một án phạt nào dành cho những đội tuyển đã gửi phản đối chính thức đến họ như thế này, nhưng họ cũng sẽ cân nhắc phạt với trường hợp có một số đội giả vờ như mình được sự ủng hộ của toàn thể 10 đội.
Theo đó, LCK cho biết nếu có ai giả danh là người đại diện phát ngôn thay cho đội tuyển không chính thức thì người đó sẽ bị phạt. Hiện tại, ban tổ chức LCK cho biết sẽ tiếp tục bàn kín với đại diện của 10 đội tuyển chứ không lộ bất kỳ một tin tức nào cho báo giới. Vừa qua, màn truyền thông tự hủy của Gen Z đã gây ra không ít sóng gió đối với đội tuyển này nói riêng và toàn bộ LCK nói chung. Hậu quả của màn vạ miệng từ nhà đương kim vô địch LCK chính là tất cả những trận đấu của họ đều sẽ bị cấm sóng tại xứ sở tỷ dân. Tuy nhiên, thảm họa có thể vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo streamer Chân Thần, một nhân vật khá nổi tiếng trong cộng đồng LPL cho biết, không chỉ Gen Z, mà có lẽ có thể cả LCK sẽ bị cấm luôn khỏi giải MSI 2024 sắp tới. Và dành cho những ai chưa biết thì Riot đã công bố MSI năm nay sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Và như vậy, với tư cách là khu vực chủ nhà, LPL hoàn toàn có quyền gửi yêu cầu lên Riot cấm một đội bất kỳ tham dự nếu họ cảm thấy đội tuyển này có những yếu tố không phù hợp với sự đánh giá của họ. Tất nhiên thì nam streamer cũng nhấn mạnh, việc này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp Gen Z là đội vô địch LCK mùa xuân 2024 hoặc là đội Á quân. Và với những gì đã thể hiện trước T1 ở trận mở màn, khả năng Gen Z vô địch LCK mùa xuân 2024 vẫn rất cao. Kể cả khi không vô địch thì đương kim vô địch vẫn dư sức để cạnh tranh tấm vé còn lại đến với MSI. Như vậy thì LCK có thể sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc LPL có thể cấm luôn khu vực này khỏi giải đấu hoặc chỉ cho một đại diện tham dự. Tuy nhiên, theo như nam streamer trên cũng có rất nhiều những ý kiến khác từ giới thạo tin LPL, yêu cầu duy nhất của khu vực này đưa ra chính là Gen Z phải nhận sự trừng phạt đích đáng. Bởi lẽ với những sai phạm của mình, Gen Z căn bản cũng đã phạm vào cấm kỵ của Riot khi để những yếu tố bên ngoài tác động vào môi trường liên minh huyền thoại. Do vậy cho đến giờ phút này, Riot hay ban tổ chức LCK vẫn chưa có một động thái nào liên quan đến vụ việc. Chính vì vậy, việc LCK có thể bị phong sát khỏi MSI 2024 là chuyện không quá khó hiểu. Chưa kể MSI năm nay sẽ có một mối liên hệ mật thiết với Chung kết Thế giới 2024. Có thể ban tổ chức LCK và cả Riot cũng phải có những động thái kịp thời để giải quyết tình hình giữa hai khu vực hàng đầu của nền liên minh huyền thoại thế giới ngay lập tức, tránh để mọi chuyện dần tệ hơn trong tương lai. Cách đây vài năm, Riot Games đã quyết định loại bỏ tùy chọn cho những người chơi xếp hạng cao như cao thủ, thách đấu được trong hàng chờ xếp trận cùng với nhau, với lý do đảm bảo sự công bằng và tính chất nhanh chóng của việc tìm trận, đồng thời ngăn chặn nạn bắp elo cho đồng đội hoặc cày thuê. Tuy nhiên, Riot Games cũng đang cân nhắc về việc cho phép bậc rank cao duo trở lại vào năm nay. Cụ thể, trong một bài viết có nội dung Ask Me Anything, hỏi tôi bất cứ điều gì, được tổ chức trên subreddit của Liên minh, giám đốc thiết kế của Riot XA đã tiết lộ rằng các nhà phát triển Liên minh huyền thoại đang dự tính giới thiệu lại hàng đợi đôi cho những người chơi ở cấp bậc cao thủ và những người chơi ở hạng kim cương trở xuống. Riot XA nói rằng chúng tôi đang xem xét việc mở hàng đợi đôi cho bậc cao thủ và các bậc rank ngoài kim cương trở xuống. Mặc dù có thể vấp phải một vài vấn đề khác nhau do có nhiều khu vực trên thế giới, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng bảo đảm việc duy trì các quy tắc cần thiết. Thông tin này ngay lập tức khiến các diễn đàn về Liên minh huyền thoại trên toàn thế giới bàn luận sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng việc xếp hàng đôi ở bậc cao hơn là một thách thức đối với những người chơi solo, những người thiếu lợi thế về giao tiếp và phối hợp với đồng đội. Ngược lại thì với những người ủng hộ việc xếp hàng đôi cấp cao, khẳng định rằng nó nâng cao trải nghiệm cạnh tranh, mang lại giá trị giải trí bổ sung. Bên cạnh đó, nó được coi là một con đường có lợi cho những người chơi chuyên nghiệp muốn tập luyện cùng đồng đội. Và trên đây là những thông tin nóng hổi về Liên minh huyền thoại mà Cà phê Liên minh đã tổng hợp. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để ủng hộ Cà phê Liên minh nhé, cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin hấp dẫn nào về Liên minh huyền thoại. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.